đầu với Ben Griffin. Có điểm cho Holder, điểm số đầu tiên thuộc về phía cao thủ chủ. Ngày hôm nay phía Đà Nẵng đang sử dụng trang phục City Edition rất đẹp. Ben Griffin nhẹ nhàng tiến vào tình huống đột phá như trốn không người của Ben. Đường chuyền nhanh rất hay và có điểm cho Jared Holder. Dạ, một lời cao thủ đối khách. Có điểm cho Cần Thơ Catfish. Sokis đưa bóng cho Michael Soy và có điểm cho Catfish. Đợi ngày thực sự hot hand để hy vọng làm được một điều gì đó. Còn những điểm số của Catfish thì được ghi một cách ổn. Đây, cao thủ Catfish, Michael Soy rất chống chọi, rất thuận lợi. Có điểm cho Michael Soy ở trận đấu gần nhất. Anh Kiệt khoảng trống và đây là William. William và Josuki pump fake and one. Soy đã có được một quả ba điểm từ đầu trận. Đó là Michael Soy, bóng đi vào rổ. Điểm số tiếp theo cho cầu thủ số 3 của Cần Thơ Catfish hiện tại. Holder chuẩn xác điểm tiếp theo cho Dragons và Catfish vẫn còn cơ hội, còn 12 giây chuẩn xác thêm 2 điểm cho Catfish. Anh Kiệt, William Trần có điểm chuẩn xác. Triệu Hán Minh, tốc độ của Hán Minh, tốc độ của Hán Minh nhanh hơn cả tốc độ của camera toàn. Griffin vẫn là anh Kiệt. Giờ Holder, ba của Holder, bóng đi vào rổ và ba điểm cho cầu thủ Dragons Kosukis. Và Michael Soy, pha xử rất thông minh của cầu thủ số 3 bên phía Catfish. Xác là 12 điểm cho Holder, một pha chuẩn xác. Pha dứt điểm ở góc không độ, bóng đi vào rổ, một pha dứt điểm rất bất ngờ, rất khó đoán ở trong hiệp đấu đầu tiên. Holder đối đầu với Kosukis, chuẩn xác, bóng tiếp tục đi vào rổ và điểm số. Chống cho Hoàng Tú chưa ném và quyết định đột phá. Lên rổ thành công, điểm cho Cần Thơ Catfish. Griffin rất tự tin với pha xử lý của mình. Có điểm cho Holder và đang có cơ hội. Lên rổ, 2 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons. Điểm số được ghi từ Mai Phước Thịnh. Đó là bóng trong tay của Catfish. Còn 8 giây, Michael Soy step back và ném 3. Tuyệt vời Michael Soy. Michael Soy, một cầu thủ đang hot hand. Đó là Michael Soy. Bóng đi vào rổ và điểm số tiếp theo, điểm số thứ 17 cho Michael Soy từ đầu. Phải nhìn vào rất hay. Và điểm đầu tiên được ghi cho báo đen anh Kiệt. Đường chạy tăng tấn công thực sự tốt. Bình Thanh Tâm, Josuki ở cận rổ. Cuối cùng thì cũng đã có Josuki đã có những điểm số đầu tiên của mình trận đấu. Triệu Hán Minh, Hán Minh quyết định đột phá vào trong và có điểm cho Dragons. Chỉ là thêm cả hệ quạt, nó khiến cho bầu không khí của toàn đội kéo xuống. Tăng Minh Chí có cơ hội dứt điểm và 2 điểm cho Catfish. Và không để mọi thứ đi quá xa. Griffin cơ hội cho Catfish. Đây là Josuki, William Trần ở trước mặt. Xoay người quá đẹp. Cơn lốc Josuki mang về 2 điểm thứ 4 của họ rồi. Triệu Hán Minh, William kìa. William lại cách anh sút và 3 điểm cho William Trần và Đà Nẵng Dragons. Chúng ta vừa mới nhắc đến những lựa chọn của Ben Griffin. Không đưa bóng cho Đăng Quảng, phải trả giá bằng việc Holder đã block được Keys. Anh Kiệt, Keys chưa trở về. Đường chuyển ngang quá mạo hiểm của anh Kiệt. Michael Soy, vẫn là Michael Soy. 9 lần ra tay chỉ hút đúng 1 lần. Trận gần nhất thì phi gôn 1/9, này thì 8/9, rất khác biệt. Và có điểm số đến từ vị trí của Lê Ngọc Tú. Đây là Ben Griffin, rồi phản công Josukis. Bóng cho Michael Soy trở lại với Josukis. Bóng đi vào rổ. Sự thăng hoa và sự hưng phấn đang thuộc về không phải đội chủ nhà. Những diễn biến cuối cùng hiệp hai, mọi thứ đang trở về đúng trật tự. Cái lầm đỗ lên rổ cực khó, nhưng điểm số quan trọng để Đà Nẵng Dragons hy vọng trở lại trận đấu. Nhưng Ben Griffin tăng tốc và điểm cho Griffin. Tiên trước Ben điểm Griffin rồi. Chúng ta đang cần Catfish có đội hình đông đều hơn. Anh Kiệt để mất bóng rồi. Ben Griffin quá dễ cho Griffin và sẽ có điểm cho Ben Griffin. Đúng như vậy. So, Holder liên tục ném Evo hiệp này. Anh Kiệt cướp được bóng. Có khoảng trống ở góc không độ. 3 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Đăng Khoa, vẫn là Đăng Khoa. Có 2 điểm cho Catfish. Rất khó để ngăn cản khi mà Catfish xoay. Bóng vẫn đang trong tay cao thủ Catfish. Xoay đã có 20 điểm rồi. Đột phá vào trong.
Có điểm tiếp theo cho Michael Soy, điểm số thứ 22. Tỉnh đội bóng cho William Trần. Đó là William Trần. Không thành công. Nhưng có sự tiếp ứng của Jalen Solder và Ed Wan. Pha đột phá của William Trần đã không thể qua được Joshua Key và cả Lê Khắc Đăng Khoa. Nhưng vừa rồi thì cách Holder và dứt điểm chuẩn xác, có điểm tiếp theo cho Dragons. Michael Soy lướt vào và kích ra. Quỳnh Thanh Tâm quá bình tĩnh, không có ai tiếp ứng cho William Trần ở phía sau. Trương Suzuki Bam Griffin, gọi là Griffin rất hay, có điểm cho Bam Griffin. Cầu thủ luôn có rất mạnh biệt cho Kefis. Giờ sâu rồi, anh Kiệt ở đáy rổ không thành công rồi, nhưng trong cơ hội thứ hai thì đã có điểm cho Báo Đen. Griffin, vẫn là Griffin. Dứt điểm của Michael Soy và bóng đi vào rổ. Season 2 cho Michael Soy. Điểm số Triệu Hán Minh đối đầu với Michael Soy. Hán Minh quyết định đột phá vào trong. Vẫn chưa có điểm cho đội chủ nhà và Bam Griffin. Tốc độ của Griffin không thể ngăn cản được Bam Griffin. Cho Catfish. Bam Griffin rất nhanh. Michael Soy có điểm hay không? Bóng đi vào rổ. Quả ba điểm tiếp theo cho Michael Soy. Anh Kiệt làm gì đây? Trượt chân rồi. Nhưng vẫn nhả được bóng lại. Mai Phước Thịnh. Cú thả rổ chính xác của Mai Phước Thịnh. Cú ngã rất đau của anh Kiệt. Công. Và phần công rất nhanh của Kefis Josukis. Rất hay. Thêm 2 điểm cho đội khách. Tình huống phản công của đội khách với sự góp mặt, sự tham gia của Bam Griffin và Josukis. Tình huống mà đã có lỗi của Callum Đỗ. Có lẽ lần này thì rất khó. Chắc hơn là đó là những trận đấu ở trạng tập trung thôi. Còn từ khi trở về đánh trạng sân nhà sân khách thì mọi thứ đã trôi đi rất xa. Joshua Keys chưa ném. Tiếp tục là Keys. Michael Soy đang xin bóng ở góc không. Vẫn luôn chuyển bóng và khoảng trống cho Joshua Keys. 3 điểm nữa cho Cần Thơ Kép. Joshua Keys có 2 một quả 3 điểm từ đầu trận. Suất 2/7. Không phải suất quá cao. Phản công Bam Griffin sẽ có điểm cho Bam Griffin, đúng như vậy. Cuối cùng của hiệp đấu thứ 3, Bam Griffin đưa bóng cho Michael Soy, quyết định đột phá vào trong và kích ra cho Lê Ngọc Tú. Có điểm cho Tú Kobe. Điểm số tiếp theo, lợi thế tuyệt vời dành cho Cần Thơ Catfish. Cơ hội để phản công dành cho cao thủ chủ nhà Holder. Rất dễ dàng cho Holder khi trước mặt anh chỉ còn có mình Tú Kobe mà thôi. Điểm quá lớn dành cho Catfish. Griffin, vẫn là Griffin. Bóng đi vào rổ và có điểm cho Bam Griffin. Huỳnh Thanh Tâm di chuyển chính xác để tách screen rất hay. William Trần, vẫn là William. Có điểm sau pha lên rổ tay trái của William Trần. Trước mặt Bam Griffin, chờ đợi giải pháp đến từ Griffin. Vẫn có điểm cho Griffin khi thi đấu với một tinh thần thoải mái. Với một khoảng cách điểm như vậy thì hiệu suất của Griffin cũng cao hơn. Huỳnh Thanh Tâm đưa bóng cho Bam Griffin. Michael Soy đã bị rơi trên bản đồ của mình ra. Chuẩn xác. Quinn nói rằng không vấn đề gì, không cần tiến vào paint. Lại một pha cướp bóng nữa của Griffin và Bam Griffin. 2 điểm nữa cho Bam Bam Bam. Thủ của mình, còn Griffin thì có tốc độ, có sức bền. Rất tiếc khi ở pha bóng vừa rồi thì Griffin không thể ghi điểm, nhưng đây là cơ hội cho đội chủ nhà. Cần điểm số cho Dragons. Có 2 điểm và N1 đến lực của Mai Phương Thịnh. Bóng trong tay của Quang Tú. Đi chuyền dài. Anh Kiệt rất cố gắng để cứu bóng nhưng Holder đã bị mất bóng rồi. Và lại là cơ hội cho Catfish. Quang Tú quá dễ. 2 điểm cho Cần Thơ Catfish. Lại. Vừa nói xong thì Michael Soy ném 3 không được rồi nhưng có rebound và lại là Hoàng Tú. Số trong sự nghiệp của mình. Triệu Hán Minh. Anh Kiệt có điểm hay không? Chuẩn xác. 3 điểm cho anh Kiệt. Điểm số quan trọng rất khác. Điểm không chính xác của anh Kiệt. Từ một tập thể đáng xem và khiến cho rất nhiều. 3 phút cho hiệp đấu cuối cùng mà thôi. Chuyển đến vị trí của Holder. Có điểm hay không? 2 điểm cho Holder. Trận thi đấu tuyệt vời của Holder. Cơ hội cho Bam Griffin để gia tăng điểm số của mình. Chỉ cách Michael Soy 2 điểm mà thôi. Đường chuyền của Michael Soy.
và hai điểm rất dễ dàng dành cho Catfish. Điểm số Michael Soy để dứt điểm từ xa với Michael Soy. Và của Michael Soy, bóng đi vào rổ. Khoảnh khắc tuyệt vời của Michael Soy, cầu thủ gần như chắc chắn sẽ đoạt định Michael Soy trong danh hiệu MVP đầu tiên của anh. Rất tốt, có pha của cầu thủ người Nghệ An. Không có may mắn cho Từ Dương Huy. Vẫn là rebound thuộc về Đà Nẵng Dragons, Mai Phước Thịnh. Hai điểm cho Mai Phước Thịnh. Thịnh có điểm.